final. Players Nozomi Okuhara, Japan, versus Aya Ohori, Japan. Services umpire. Umpire Judy Persona. Chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết đơn nữ giữa hai tay vợt đồng hương, hai tay vợt Nhật Bản, Nozomi Okuhara và Aya Ohori. Đây đều là hai tay vợt còn rất trẻ và đều được đánh giá là những tay vợt tiềm năng của cầu lông Nhật Bản trong thời gian tới. Okuhara năm nay mới 19 tuổi, còn Aya Ohori tay vợt mới 17 tuổi và có chiều cao rất tốt. Tay vợt trong trang phục màu hồng trong ngày hôm nay, còn Okuhara tay vợt thi đấu trong trang phục sẫm màu. Ohori tay vợt mới 17 tuổi đang giữ vị trí số 122 thế giới, một tay vợt thuận tay trái. Và Nozomi Okuhara là tay vợt hạng 80 thế giới ở thời điểm hiện tại. Người cũng đã vượt qua Vũ Thị Tràng ở trận bán kết trước đó. Trong số các tay vợt của Việt Nam, rất nhiều những niềm hy vọng được đặt vào Tiến Minh, nhưng anh một lần nữa lại phải dừng bước ở vòng bán kết. Và đối thủ không ai xa lạ của Tiến Minh trong trận bán kết là Rumbaka. Tay vợt đã loại Tiến Minh trong trận bán kết SEA Games vừa rồi. Đây là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ các giải đấu của hệ thống PWF mà Okuhara và Ohori gặp nhau. Trận đấu duy nhất trước hai tay vợt này thì tay vợt 19 tuổi đã giành chiến thắng. Đây là Aya Ohori, tay vợt trẻ mới 17 tuổi. Trận đấu đầu tiên giữa hai tay vợt này diễn ra cách đây hơn một tháng tại một giải Grand Prix khác diễn ra ở nước Nga. Và đó là trận đấu Ohori giành chiến thắng sau 3 set. Trong sân 5-4 cho Ohori. Và tận dụng nhanh cơ hội với pha đập cầu chính xác từ chỗ Okuhara. Đấu đầu tiên đang diễn ra giằng co.
Trận đấu gần đây nhất giữa hai tuyển thủ này cũng phải kéo dài trong vòng 3 set với những tỷ số rất sát sao. Pha xử lý cầu 2 nhịp khá tốt từ phía Okuhara, những tình huống cài cầu thông minh khiến cho Ohuri phải di chuyển thực sự vất vả. Năm ngoái khi mới 16 tuổi thì Ohuri đã là tay vợt giành ngôi vô địch ở giải trẻ vô địch châu Á nội dung đơn nữ và được đánh giá là một tay vợt rất tiềm năng trong tương lai. Rất điểm tốt. 8 đều. Cũng trong năm 2013 ở giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi trẻ thì Ohuri cũng đã lọt vào tới trận chung kết và cô đối đầu với một tay vợt khác của Nhật Bản là Yamaguchi, và Yamaguchi đã trở thành tay vợt trẻ nhất từng là người vô địch giải Super Series, đó là danh hiệu giải Super Series diễn ra Nhật Bản năm ngoái. Trong năm 2013, Ohuri cũng đã có được danh hiệu lớn đầu tiên của mình. Đó là chương trình của giải Grand Prix trận đấu ở nước Nga. Và trận đấu ngày hôm nay của Việt Nam cũng là cơ hội thứ hai cho Ohuri có được danh hiệu lớn. Cầu tốt. Số cân bằng 10 đều. Cầu trong sân. Cảm giác cầu không thật tốt của Nozomi Okuhara. Điểm số thứ 11 đã thuộc về Ohuri. Okuhara là người đã từng vô địch ở giải trẻ vô địch thế giới vào năm 2012, và trong đầu năm nay với giải đấu diễn ra New Zealand, cô cũng đã giành chức vô địch, cũng là một giải đấu Grand Prix.
chớp cầu nhanh và bắt bài của Okuhara mới mua đều. Và tấn công rất chủ động của Ore. Không được, Ori là tay vợt thường sử dụng những pha phát cầu thấp, những tình huống phát cầu thuận tay, trong khi Okuhara lại chọn cho mình những quả phát cầu cao. Tấn công tốt, 13-12 cho Okuhara. Okuhara đang hơn Ori hơn 40 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Cầu ngoài. Liên tiếp dành cho Okuhara. Vậy nhưng mà Okuhara đang cố gắng tăng tốc. Thêm tình huống trả cầu lỗi từ phía Ohori. Số thứ 17 dành cho Okuhara, pha đập cầu dọc biên không chính xác. Tấn công tốt, pha đập cầu chính xác từ phía Okuhara.
cầu đi thẳng vào người của Ohori. Bằng những pha cài cầu khiến đối phương di chuyển hết sức vất vả. Nhưng trong pha xử lý cầu ngắn cuối cùng, cầu lại chưa đủ qua lưới. Chút nữa đã có tình huống cầu leo lưới cho Aya Ohori. Bốn một Chokuhara. Thêm một tình huống nữa mà cầu không qua lưới với pha bỏ nhỏ của Ohori. Quá sâu rồi. Giờ mới là điểm số thứ hai dành cho Ohori. Và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho Okuhara dứt điểm và đập cầu ngay xa trên lưới. Để không làm ảnh hưởng đến trận đấu, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính đề nghị quý khán giả không sử dụng đèn flash trong nhà thi đấu. Xin trân trọng cảm ơn. Cầu ngoài rồi, đáng tiếc cho Ohori. Liên tục những pha xử lý cầu hai nhịp. Rất thành công từ phía Okuhara. Độ sướng tốt. Pha xử lý cổ tay rất dẻo của Okuhara. Lần này thì cầu đi thẳng vào người của Okuhara. 4-9. Tấn công nhanh và bất bại của Okuhara. Okuhara đang thể hiện một nền tảng thể lực tốt, rất dẻo dai. Điểm số thứ 11 dành cho Okuhara. Lần này thì trong set đấu thứ 2, sau khi đã vươn lên dẫn trước thì Okuhara tiếp tục đạt đến điểm số thứ 11 trước. Đang có một lợi thế không nhỏ dành cho Nozomi Okuhara.
pha đập cầu đầy sức mạnh của Okuhara. Pha đập cầu dọc biên. Chúng ta sẽ lại tình huống này. Rất mạnh mẽ. Dù chiều cao của Ohori là tốt hơn. Rồi phát cầu 7-12. Cầu tốt. Thêm một điểm nữa dành cho Ori. Aya Ori vẫn đang rất cố gắng lúc này. Dù đang bị dẫn điểm với khoảng cách 5 điểm. Đây là một pha xử lý hơi vội, phản ứng với điểm tiếp cầu không tốt của Ohori. Tiếp tục là pha phản công cực kỳ hiệu quả từ chỗ Okuhara. Không ít những tình huống trong trận đấu thứ hai này, Okuhara có những pha trả cầu hiệu quả như vậy. Những tình huống nhanh khiến cho Ohori không kịp phản ứng. Một cuộc đấu của những tay vợt trẻ. Okuhara nhiều hơn Ohori 2 tuổi. Không qua lưới. Tay vợt 17 tuổi Ohori đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong trận đấu này. Tuyệt vời. Lần này là pha xử lý cổ tay rất mềm. Chúng ta cũng xem lại tình huống này. Cầu ngoài. Thêm một điểm nữa dành cho Okuhara. Rất nhiều lỗi trả cầu hỏng của Ohori trong set đấu này. Và nó càng khiến cho cơ hội của tay vợt hạng 122 thế giới bị thu hẹp. Giờ thì gần như không còn một chút
cơ may nào cho Uri và xử lý cầu hai nhịp rất ấn tượng. Dù về mặt điểm số lúc này Uri không thể bằng với Okuhara trong set đấu thứ hai, nhưng với những pha xử lý kỹ thuật, cô đã gây được ấn tượng với các khán giả tại nhà thi đấu Tân Bình. Rất nhiều những tiếng vỗ tay và sự cổ vũ dành cho tay vợt trẻ Uri. Tấn công mạnh mẽ, cầu thẳng vào người của Uri. Điểm số thứ 20 cho Okuhara, match point và cũng là championship point. Tay vợt 19 tuổi của Nhật Bản đang có cơ hội để kết thúc trận chung kết này. Không qua lưới, và như vậy là trận chung kết đơn nữ tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2014 đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc. Trận đấu đầu tiên đang diễn ra giằng co. Trận đấu gần đây nhất giữa hai tay vợt này cũng phải kéo dài trong vòng 3 set với những tỷ số rất sát sao. Pha xử lý cầu hai nhịp khá tốt từ phía Okuhara, những tình huống cài cầu thông minh khiến cho Uri phải di chuyển thực sự vất vả. Năm ngoái khi mới 16 tuổi thì Uri đã là tay vợt giành ngôi vô địch ở giải trẻ vô địch châu Á nội dung đơn nữ và được đánh giá là một tay vợt rất tiềm năng trong tương lai. Rất điểm tốt, 8 đều. Cũng trong năm 2013 ở giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi trẻ thì Uri cũng đã lọt vào tới trận chung kết và cô đối đầu với một tay vợt khác của Nhật Bản là Yamaguchi, và Yamaguchi đã trở thành tay vợt trẻ nhất từng là người vô địch giải Super Series, đó là danh hiệu giải Super Series diễn ra Nhật Bản năm ngoái. Trong năm 2013, Uri cũng đã có được danh hiệu lớn đầu tiên của mình, đó là chức vô địch của giải Grand Prix trận đấu ở nước Nga. Và trận đấu ngày hôm nay của Việt Nam cũng là cơ hội thứ hai cho Uri có được danh hiệu lớn. Cầu tốt,
Tỷ số cân bằng 10 đều. Cầu trong sân, cảm giác cầu không thật tốt của Nozomi Okuhara. Điểm số thứ 11 đã thuộc về Ohori. Okuhara là người đã từng vô địch ở giải trẻ, vô địch thế giới vào năm 2012. Và trong đầu năm nay với giải đấu diễn ra New Zealand, cô cũng đã giành chức vô địch. Cũng là một giải đấu Grand Prix. Chớp cầu nhanh và bắt bài của Okuhara mới mua đều. Và tấn công rất chủ động của Ore. Không được. Ori là tay vợt thường sử dụng những pha phát cầu thấp, những tình huống phát cầu thuận tay, trong khi Okuhara lại chọn cho mình những quả phát cầu cao. Tấn công tốt. 13-12 cho Okuhara. Okuhara đang hơn Ohori hơn 40 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Cầu ngoài. Liên tiếp dành cho Okuhara. Vậy nhưng mà Okuhara đang cố gắng tăng tốc.
thêm tình huống trả cầu lỗi từ phía Ohuri. Bảy dành cho Okuhara, pha đập cầu dọc biên không chắc. Okuhara và Aya Ohuri, đây đều là hai tay vợt còn rất trẻ và đều được đánh giá là những tay vợt tiềm năng của cầu lông Nhật Bản trong thời gian tới. Okuhara năm nay mới 19 tuổi, còn Aya Ohuri tay vợt mới 17 tuổi và có chiều cao rất tốt. Tay vợt trong trang phục màu hồng trong ngày hôm nay, còn Okuhara tay vợt thi đấu trong trang phục sẫm màu. Ohuri, tay vợt mới 17 tuổi, đang giữ vị trí số 122 thế giới, một tay vợt thuận tay trái. Và Nozomi Okuhara là tay vợt hạng 80 thế giới ở thời điểm hiện tại. Người cũng đã vượt qua Vũ Thị Trang ở trận bán kết trước đó. Trong số các tay vợt của Việt Nam, rất nhiều những niềm hy vọng được đặt vào Tiến Minh, nhưng anh một lần nữa lại phải dừng bước ở vòng bán kết. Và đối thủ không ai xa lạ của Tiến Minh trong trận bán kết là Rumbaka, tay vợt đã loại Tiến Minh trong trận bán kết SEA Games vừa rồi. Đây là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ các giải đấu hệ thống PWF mà Okuhara và Ohuri gặp nhau. Trận đấu duy nhất trước hai tay vợt này thì tay vợt 19 tuổi đã giành chiến thắng. Đây là Aya Ohuri, tay vợt trẻ mới 17 tuổi. Trận đấu đầu tiên giữa hai tay vợt này diễn ra cách đây hơn một tháng tại một giải Grand Prix khác diễn ra ở nước Nga. Và đó là trận đấu Ohuri giành chiến thắng sau 3 set. Trong sân 5-4 cho Ohuri.
dụng nhanh cơ hội với pha đập cầu chính xác từ phía Okuhara. Tấn công tốt và được cầu chính xác từ phía Okuhara. Cầu đi thẳng một người của Ohori. Pha cài cầu khiến đối phương di chuyển hết sức vất vả, nhưng trong pha xử lý cầu ngắn cuối cùng, cầu lại chưa đủ qua lưới. Chút nữa đã có tình huống cầu leo lưới cho Aya Ohori. Bốn một cho Okuhara. Thêm một tình huống nữa mà cầu không qua lưới với pha bỏ nhỏ của Ohori. Quá sâu rồi. Giờ mới là điểm số thứ hai dành cho Ohori. Và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho Okuhara dứt điểm và đập cầu ngay xa trên lưới. Để không làm ảnh hưởng đến trận đấu, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính đề nghị quý khán giả không sử dụng đèn flash trong nhà thi đấu. Xin trân trọng cảm ơn. Cầu ngoài rồi, đáng tiếc cho Ohori. Liên tục những pha xử lý cầu hai nhịp. Rất thành công từ phía Okuhara. Độ sướng tốt. Pha xử lý cổ tay rất dẻo của Okuhara. Lần này thì cầu đi thẳng vào người của Okuhara. 4-9.
tấn công nhanh, pha bất bài của Fukuhara. Fukuhara đang thể hiện một nền tảng thể lực tốt, rất dẻo dai. Điểm số thứ 11 dành cho Okuhara. Lần này thì trong set đấu thứ 2, sau khi đã vừa lên dẫn trước thì Okuhara tiếp tục đạt đến điểm số thứ 11 trước. Đang có một lợi thế không nhỏ dành cho Nozomi Okuhara. Đầy sức mạnh của Okuhara, pha đập cầu dọc biên. Chúng ta sẽ lại tình huống này rất mạnh mẽ, dù chiều cao của Ohori là tốt hơn. Đường phát cầu 7-12. Cầu tốt. Thêm một điểm nữa dành cho Ohori. Aya Ohori vẫn đang rất cố gắng lúc này, dù đang bị dẫn điểm với khoảng cách 5 điểm. Đây là một pha xử lý hơi vội, phản ứng với điểm tiêu cầu không tốt của Ohori.
tiếp tục là pha phản công cực kỳ hiệu quả từ chỗ Okuhara. Không ít những tình huống trong set đấu thứ hai này, Okuhara có những pha trả cầu hiệu quả như vậy. Những tình huống nhanh khiến cho Ohori không kịp phản ứng. Một cuộc đấu của những tay vợt trẻ, Okuhara nhiều hơn Ohori 2 tuổi.